Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ của nhà mình ngày hôm nay nhé. Bây giờ đang là 11 giờ và hôm nay là ngày 6 tháng 3 2019. Như các bạn là 11 giờ ngày 6 tháng 3 2019, đây trên tay phẩm đây là Samsung Z5 này 2016 này. Con này thì máy là nguyên bản nhé. Máy này là mình nguyên bản công ty, chưa sửa chữa gì. Đấy. Mình đang bán viền thì hơi xấu xấu một tí, nó không được đẹp lắm. Mình đang bán với giá là 1.500.000 đồng nhé. Con này thì tiền ship, thì nếu các bạn đặt hàng trên mạng tiền ship cho các bạn nhớ là chịu tiền ship cho mình nhé. Đấy. Mình tắt đi để tốn pin. Và trên tay mình đây là chiếc iPhone 5S, con này là mất vân đây. Và mình đang bán với giá là 1.400.000. Con này còn khá đẹp nhé, máy đẹp long lanh cong canh nhé các bạn nhé. Và đây chân ra mình Samsung con này Z7 Play, và mình mới bán giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Máy đẹp như mới các bạn nhé, nói chung là như mới các bạn nhé, cong canh như các bạn nhé. Như mới. Tất cả các bạn thì có vấn đề gì về chiếc điện thoại ấy, hay là cần mình tư vấn về mua bán về hay là mua điện thoại cũ ấy, thì các bạn cứ inbox cho mình trên, một là Zalo mà hai là Facebook, để được mình sẽ khi rảnh mình sẽ trả lời các bạn một cách chính xác nhất đây nhé. Các bạn nên yên tâm, mình thì các bạn cứ hỏi thoải mái, không các bạn thì không cần phải nói gì đâu nhé. Mình không như người khác mà ích kỷ đâu, các bạn cứ vô tư hỏi thoải mái nên không phải sợ vấn đề gì đâu cả. Và đây chân tình đây là tiếp theo, và tên mình giới thiệu tiếp theo phẩm tiếp theo là mình chiếc này là chiếc Oppo F1 V kép. Con này với mình là con này là RAM 3GB nhé. Đây pin mình vẫn để. Con này là con RAM 3GB. Đây F1 V kép mình bán giá về là 1 triệu. Con này khá đẹp, mình đang bán với giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Nói chung là máy con này thì chơi game ổn mà pin thì tốt, nghe gọi thì loa chuông thì ok các bạn nhé. Các bạn mua hàng sản phẩm nhà mình thì cứ là yên tâm, hàng nhà mình thì các bạn cứ được bóc hàng ra kiểm tra chuẩn hàng, chuẩn như mình bán thì các bạn mới lấy, còn không chuẩn hàng thì các bạn không lấy hoặc báo lại mình bảo em không nhận hàng cũng được, ok mình sẽ sẵn sàng. Nhưng mà có vấn đề gì mất hack về máy móc thì các bạn cứ phải alo cho mình để mình trả lời hỗ trợ các bạn sớm nhất nó dễ. Và tên mình đây là chiếc Oppo A7 đấy nhá, Oppo A7. Con này máy này thì máy đã hết pin rồi, tình trạng hết pin thì mình không bật được các xem này. Con này với cấu hình của nó trước là máy hơn 3 triệu đấy, và máy nguyên bản với nguyên bản nguyên zin đẹp long lanh thì các bạn mình đang bán với giá là 1.700.000 nhá, 1.700.000 đồng đấy ạ, các bạn đấy, 1.700.000 đồng. Và cấu hình con này thì pin con này thì nghe gọi ok, pin cấu hình tốt ok. Oppo thì thay thế các ví dụ như kiểu các bạn theo mình thì các bạn nếu mà muốn pin tốt ấy thì các bạn nhớ là dùng pin dùng Oppo hoặc là Samsung. iPhone thì sẽ nhanh hết pin các bạn, thật sự mình làm điện thoại thì mình cũng biết đấy. iPhone cực kỳ nhanh, Oppo thì các bạn dùng cực kỳ khá lâu mà pin chất châu bò nhé. Và tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp, và này là chiếc con này là cũng Oppo A37 nhé các bạn nhé. Đây là cũng chiếc Oppo A7. Con này mình bán với giá cũng là 1.700.000 đồng. Và con máy này thì máy của mình thì nhà hầu như là đẹp 99% nhé. Các bạn yên tâm, mua hàng cho mình yên tâm. Mình sẽ bảo hành cho các bạn là với những cái dòng phòng Oppo mình sẽ bảo hành cho các bạn 6 tháng. Nếu các bạn tâm, nếu mà mình ở xa thì mình có ship. Mình có ship. Con này với giá 1.700.000 thì mình sẽ hỗ trợ ship cho các bạn nhé. Mình sẽ tặng càng kèm sạc cho các bạn nhé. Các bạn từ xa như máy cũ thì mình chỉ có sạc thôi. Còn tai nghe thì các bạn có thể mua ở nơi gần nhất nhé. Cho nó dễ, mình sẽ tặng sạc cho các bạn nhé. Tiếp tục ở trên tay mình đây là chiếc sản phẩm chiếc Oppo, con này là con Oppo A83. A83 này thì mình đang bán với giá là 2 triệu 2 nhé. Đây A83, con này thì mình sẽ bật nguồn cho các bạn xem. Mình sẽ bật nguồn giới thiệu về sản phẩm cho các bạn xem luôn.
đây một bạn nữ khá xinh đang dùng điện thoại và mình bán cho cửa hàng cho mình xem chip ra con này thì ok không các bạn nhé. Mình sẽ vào giới thiệu điện thoại, con này là Oppo A83 và RAM của nó là RAM 3 GB và bộ nhớ là 32 GB. Đây, con máy còn khá đẹp, mình bán với giá là 2 triệu 2 và giá rất dễ chịu. Con này thì pin cực kỳ tốt nên các bạn mua sản phẩm cho mình thì cứ yên tâm, không phải lo. Đây nhá. Các bạn xa thì mình có ship nên các bạn yên tâm, không phải lo. Đây là chiếc tên dùng Samsung J7 Prime. Chiếc J7 Prime này mình bán với giá là 2 triệu 400 nghìn đồng. 400 nghìn đồng nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ là J7 Prime của mình bán với giá là 2 triệu 400 nghìn đồng. Và đây chiếc tên Oppo là con này là Oppo F5. F5 mình phải bán đang giá con này để RAM con này. Con này của mình sẽ bật nguồn cho các bạn xem nhé. Rõ hơn. F5 nhé, con máy này còn khá đẹp keng. Và mình phải bán giá là 2 triệu 600 nghìn đồng. Các bạn ở xa thì mua hàng nhà mình thì mình sẽ có ship cho các bạn nhé, nên các bạn yên tâm không phải lo. Với những con nào mình sẽ báo bao ship là bao ship, mà con nào mình không bao ship là không bao ship. Mình sẽ vào bên trong để xem cấu hình tiết cho nó dễ nhé. Đây ạ. Đây là bộ F5 và con này là RAM 4 GB và bộ nhớ là 32 GB. Đây các bạn nhá. RAM 4 bộ nhớ 32. Mình vẫn đang bán với giá là 2 triệu 600 nghìn đồng và có ship cho các bạn ở xa nhá. Có sạc. Đây và chiếc Samsung con này là Samsung con này con Z5. Con này là con Z500 và mình bán giá là 1 triệu tư nhá. Máy dùng ok mà tất cả là máy nguyên bản nhá, nên là chưa sửa chữa gì, nên các bạn mua nhà hàng mình cứ yên tâm không phải lo. Đây là chiếc iPhone 4S. 4S mình đang bán với giá là 600 nghìn đồng. Đây, máy nguyên bản, nguyên tem. 600 nghìn đồng. Có ship cho các bạn là xa nhé. Và đây là mình bán chiếc Samsung. Còn này là con Samsung J7 Pro. J7 Pro, máy là nguyên bản công ty, máy khá đẹp. Mình đang bán với giá là 2 triệu 800 nghìn đồng. Và các bạn ở xa mua hàng thì bên mình vẫn có ship nhá, nên các bạn yên tâm bao ship cho các bạn này. Và trên đỉnh đấy chiếc iPhone 5. iPhone 5 này bên mình đang bán với giá là 1 triệu đồng và có ship cho các bạn. Ship cho các bạn ở xa nên là các bạn yên tâm không phải lo nhá. Và đây tất cả đây là, và còn con cuối cùng đây là trong số của con là mình là còn một con nữa. Con này là con máy Redmi C1. Con này là nguyên hộp phụ kiện. Đây, khách trả góp bán nhà mình. Và mình vừa bán với giá con này là 2 triệu đồng nha các bạn nhé. Nguyên hộp phụ kiện đầy đủ nhé. Máy móc phụ kiện đây ạ. Mình sẽ bóc hộp các xem đây ạ. Đây, máy móc nguyên bản phụ kiện. Máy rất khá to, pin rất trâu. Nó giống con A3S đấy. Các bạn nhìn con A3S như thế nào rồi thì con này nó giống ít đứa các bạn nhé. Đấy, và trên tay hôm nay nhà mình có ít sản phẩm như này thôi thì mình giới thiệu cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Nếu các bạn gì có thắc mắc gì về điện thoại ấy, hay là tất cả vấn đề về điện thoại thì các bạn thì có thể liên hệ cho mình qua Facebook hoặc là Zalo. Mình sẽ trả lời các bạn, hoặc các bạn comment ở bên dưới video để mình sẽ coi như là để mình sẽ trả lời các bạn một cách sớm nhất. Và xin chào các bạn nhé.